Mời cả nhà ăn hủ tiếu miền Tây nghe. Ăn đi. Để yên tâm hơn khi sử dụng, điều ngon hả? Người tiêu dùng nên chọn mua bộ của những đơn vị đã được giám định của các cơ quan chức năng, sản phẩm có tem chống hàng giả và hiệu bảo hành rõ ràng. Ở đây kênh rạch rất là nhiều các bạn, nãy giờ chạy cứ khoảng vài chục mét là có cái cầu à. Chằng chịt luôn ha. Đường ở miền Tây thì đất nó hơi mềm nên là nó bị đường mới bị lún rất là nhiều. Này các bạn chạy không quen chạy chậm chậm nha. Chạy nó chạy bốc đầu á. Thì tao làm đường xong khoảng 3 năm sau tao làm thêm lại lần nữa. À. Chạy nó lún. Nãy giờ biết bao nhiêu cái à? Mình nãy giờ đếm được bao nhiêu cầu vậy? Có nhớ không con? Nhiều. Nhiều lớn là có cầu Mỹ Lợi nè. Có hồi nãy cầu cá nhỏ, cầu cá lớn nè. Có luôn nữa hả? Có cầu cá lóc, cầu cá rê không? Chút xíu nữa về tới gần nhà ngoại có cầu có nè. Cầu Âu Chát, cầu Ông Rùm. Cầu Ông Rùm. Cầu cá tè. Đi nhổ nấm mối á. À, đây có nấm mối hả? Ừ. Nay mùa nấm mối nè. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bữa nay mình có giò ha. Giò luôn nè. Gia vị ngon các bạn. Miền Tây thì gia vị hơi ngọt ngọt tí xíu, dễ ăn ha, dịu. À, xíu nước tương ha. Rồi, cảm ơn. Phát huy những thành công đã đạt được, nước biển hiện đang tập trung nghiên cứu và phát triển. Thành phố du lịch chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2018, Nha Trang đã thu hút gần 2 triệu lượt khách tham quan. Du lịch Nha Trang không chỉ được khuyến khích bởi nhiều điểm đến hấp dẫn mà còn thu hút du khách đến từ nhịp sống hàng ngày nơi phố phường là một trong những yếu tố quan trọng. Cảm ơn cả nhà nghe. Là một vật dụng không thể thiếu khi lưu thông trên đường, nên giúp bảo vệ phần đầu khỏi những chấn thương trong trường hợp xảy ra tai nạn. Vì vậy, lựa chọn mũ bảo hiểm cũng giúp cho người dùng hạn chế được rủi ro khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay vẫn còn tồn tại không ít những chiếc nón bảo hiểm kém chất lượng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng người sử dụng. Bên cạnh đó, sử dụng những chiếc nón bảo hiểm kém chất lượng cũng sẽ làm ngứa ngáy da đầu, nổi mụn và chấm tóc, thậm chí là bị rụng tóc, hỏng tóc. Nguyên nhân chính là cả gia vị vừa ăn quá hơn. Dạ. Chị Thẩm hồi xưa làm hủ tiếu bán mà khen ngon là chắc ngon thiệt rồi. Này đối với thẩm khoảng nhiêu tô? Chắc khoảng 25.000. Thì rẻ như vậy. Ừ. Chắc hơn á. Thấy tô bự mà. Chạm viên chân mà. Ờ, 30 rồi vẫn còn rẻ đó. Ờ.
này có cái nước sốt ngon quá nè. Quyên khen ngon thiệt luôn đó. Ngon thiệt luôn hả? Bốn chục mà ngon các bạn. À, cái nước rất là ngon ha, ăn hết luôn. Bây giờ thanh toán xong rồi mình tiếp tục lên được. Rồi, tiếp tục lên đường thôi. Ngọc Anh đang nướng thịt. Đây là thành phố Bến Tre các bạn ha. Đường xá rất là rộng. Đẹp ha. Có đoạn cho chạy được tới 90 luôn á. 90 km/h. Từ đây hả? Đường xá rất là rộng ha. Tốc độ giới hạn 60 km/h. Các bạn giảm tốc độ. Các bạn đi đường phải chú ý nha. 90 với 60 cũng gần nhau á, coi chừng bị công an phạt á. Đây nhà cửa cũng hết ha. Đường này dẫn xuống cầu Hầm luôn. Cầu Hầm luôn cũng nghe nổi tiếng ha. Đây có mấy trạm dừng chân ha các bạn. Qua cầu Hầm luôn rồi xuống Bò Cày. Bò Cày cũng có Bến Tre phải không? Siêu thị Điện Máy Chợ Lớn rất là lớn. Tốc độ giới hạn 90 km/h. Lên cầu Hầm luôn các bạn. Tốc độ được tới 90 rồi. Hai bên hàng dừa quá chừng luôn nè. Bến Tre là dừa rất là nhiều. Sông rộng quá chừng. Đây thấy trong lạnh. Cây thôi các bạn thấy không? Đây. Không thấy nhà luôn, thấy cây không? Sông nước ha, cây cối rất là nhiều. Cây là cây dừa. Dừa không à? Rừng dừa. Giống như xứ Đồng Nai rừng cao su quá. Các bạn thấy khu vực nào cũng có bán đặc sản Bến Tre, kẹo dừa, bánh dừa và Hầm luôn cũ bên trái. Trà Vinh là đi thẳng 3 cây số nữa. Ra khỏi vùng Vinh theo hướng dẫn. Vậy là mình đi thẳng qua cầu Hầm luôn, đi thẳng 53 cây là tới thành phố Trà Vinh. Rồi, đây là khu vực bán trái cây các bạn ha, rất là nhiều ở Bò Cày Bến Tre. Để quay anh chị và các bạn xem vài hình ảnh bán dọc hai bên đường nè. Đã không? Sầu riêng, chôm chôm. Quá trời luôn các bạn. Măng cục nữa nè, nhiều không? Mít nè, mít nè, còn một cục quá trời luôn. Bán nguyên đoạn đường nữa ha.
Ở đây bán chắc rẻ hay chị Thẩm ha? Cũng không rẻ đâu. Dạ. Sao thấy bán nhiều quá không? Ngoài cây ngon lắm. Dạ. Tươi hả? Tươi trong vườn ra. Không? À, thôi mình tiếp tục mình đi đi. Còn hai đi luôn à? Hai đi luôn anh bạn. Tại vì cũng trễ rồi các bạn. Quá trời luôn ha. Toàn đường trái cây. Trong vườn mang ra hả chị? Cái đường này có phải đường liên tỉnh không mà quốc lộ 60 hả? Ừ. Nó sao nhỏ vậy? Tại vì nó đây là nó qua bên Trà Vinh thôi chứ còn đâu đi đâu nữa đâu. Nó tới đây là hết rồi. Em thấy bán trái cây thì nhiều mà sao đường nhỏ xíu. Đường này đi xuống hết là tới biển rồi. Giống như trong khu du lịch Suối Tiên là có lễ hội trái cây vui lắm. Ở đây bán cò nữa kìa. Trời ơi, cò. Ừ, đây là quá trời luôn. Cò, vịt, gà, đủ loại. Nếu mình ăn trái cây là tháng 5 là ngon. Dạ. Nay tháng 5 nè, âm lịch nè. Trái cây ngon nhất, đủ loại trái cây hết mà nó ngon nè. Vậy mình về có thời gian rảnh mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình đi thì trễ quá rồi, nắng rồi. Kìa vẫn còn. Đâu bắt được quá trời hay không? Mà ăn nó thật nghiệp quá. Nó thấy không có thịt, không có thịt thài gì hết. Mình sẽ chạy thẳng ra khoảng mười mấy cây nữa là ngay chợ Bình Phú. Chợ Bình Phú nếu mà mình rẽ phải á. Rẽ phải là mình đi lên Càng Long, Vĩnh Long. Còn mình rẽ trái là mình đi xuống dưới thị xã Trà Vinh. Thì lát nữa mình tới chỗ bến có, ngay cầu bến có nó có là bánh canh. Bến có nhưng mà mình không mang bánh canh. Tại vì mình đã hủ tiếu rồi. Thì mình ghé đó để mình mua bánh tét trà khuôn. Bánh canh, bánh có nổi tiếng ha. Rồi cây cầu mới xây cao à. Nãy mới về nói tưởng cái cây cầu lùng lùng đó chứ. Mình sẽ ghé chỗ bánh canh bến có để mua bánh tét trà khuôn. Bánh tét trà khuôn các bạn, đặc sản trà khuôn. Cầu mới xây mà nó làm vậy đó. Làm giảm sóc anh. Không phải, nó bị sập. Không phải. Nó bị lúng. Nó bị lúng mà nó đang chờ lúng mà nó không sửa sơ. Rộng hơn, rộng. Này nó được hai làn xe hơi mà. Rồi rình miễu nó một đường sập xấu quá ha. Và bể quá. Đường đang sập lúng các bạn. Thường thì mấy đường mới họ để thời gian sụp lún rồi họ làm lại. Đây, lên cầu hồi trước mình đi phà. Đây có cầu đi tiện kìa. Ủa đó bánh phà nằm chỗ nào ta? Phà nãy mình qua nè. Nãy đi thẳng cầu Cổ Chiên các bạn ha. Rồi bánh phà bên đây phải không anh? Bánh phà là bên kia các bạn ha. Thì bên phía bên phải của mình là Dầm Thơm, chợ Dầm Thơm ha. Phía bên trái của mình ở dưới đó là đi xuống dưới đó là Thạnh Phú. Mình đi xuống dưới biển Thạnh Phú á mà hướng xuống đó bên trái. Cầu lớn quá chừng lớn ha. Mình đầu tóc bộ xù rồi hả mình? Bộ xù quá. Đi xe đông vui ha, chứ đi mình vắng buồn. Bên đây cũng dừa rất là nhiều các bạn. Đây Trà Vinh phải không anh? Trà Vinh qua bên đây là đất Trà Vinh. Ở như ở bên nãy Bến Tre dừa không à? Rồi các bạn thấy rừng dừa luôn nè, quá trời luôn. Cái bắp của ba rồi. Bắp của ba nãy ba làm rớt mẹ lắm rồi. Làm lắm rồi. Ba làm
ở đây vắng vắng que ha. Ủa vậy đây xe đông không mà làm cầu hoành tráng quá vậy ta? Không, xe bên Trà Vinh. Chiếu Trà Vinh ha. Ờ. Ủa sao Trà Vinh đi thẳng và rẽ trái? Tốc độ giới hạn 50 km/h. Đi đường này là đi đường cặp má sông, à. Nó vô thị xã. À, còn đây mình đi đây mình không có vô thị xã. Có các quán rất là mát các bạn, bằng lá kìa. À. Mát mẻ ha. Đi về đây không có nhiều tiền. Vui lòng giảm tốc độ. Hết mà tiền phí quá trời. Tốc độ giới hạn 80. Cầu kỳ nhiều các bạn. Này chạy tốc độ 80 không được đâu, đường hư quá. Này nó báo 80 chứ đằng kia bảng nó giới hạn 50 mà. Dạ. Thì đúng ra đường này cho chạy 80 nhưng mà đường nó đang hư. Đang hư. Thì thay vì sửa đường cho chạy 80 không sửa để chạy cho chạy 50. Đó, còn thằng này là nó báo gì mà không có tin đến 100% đường. Phải dòm bảng. Ê, cái chị chỉ đường, chị hướng đường này chị kỳ quá. Chị đúng quá, chị đúng quá, nhưng mà do mình phải thi hành theo cái biển báo. Ở đây bán quán dừa quá trời giỏi dừa luôn nè. Chắc ở đây núi dừa sáp. Dừa sáp à, có bán hả chị? Có bán. Chút rồi mình kêu bán nó kêu hàng mua, đừng mua đây. Mình mua đây nó mắc lắm, với lại có khi mình mua không đúng rồi lầm hả? Ừ, lầm, mắc lắm. Em có dặn. Ồ, vậy là chút xíu mình được ăn dừa sáp các bạn. Đây là Trà Vinh đi thẳng, phà cổ chiên cũ rồi mình rẽ phải các bạn. Đi thẳng Bình Phú ha. Ở đây các bạn thấy đường ở dưới quê, nhấn que. Kết thúc đoạn đường theo dõi lúng rồi. Hết đường theo dõi lúng rồi, đường này hết lúng. Các bạn thấy hai bên bán dừa sáp rất là nhiều ha. Thấy treo lủng lẳng là mà mới phải dừa sáp không? Nhưng mà mình mua mình chẻ ăn thử mới biết. Dừa sáp là phải cầu kè. Nhiều trái vậy mắc không? Ở dưới bữa hổm anh nói mượn dừa gốc mua có mấy chục ngàn, như có mấy chục ngàn vậy. Không, người bình thường không mua được giá đó đâu. Dạ. Giá bình thường của nó từ 150 đến 200 ngàn. Còn mắc dữ vậy? Là giá bình thường nó bán khách đi du lịch, khách người ta đi đường người ta mua nè. Có khi 250. Còn mắc quá ha. Mà có khi là lầm nữa nha. Ừ. Tức là nó vẫn là dừa sáp nhưng mà nó chưa có đặc, nó hơi dán dán miếng thôi. Không phải anh, dừa sáp á là một quầy vậy đó, nó có mấy trái thì anh nào biết rồi, nó vẫn là trái dừa sáp nhưng mà nó chỉ mới dán dán thôi chứ nó chưa có sáp nhiều giống như ngon lành. Dừa có phải sáp và đặc khi lầm là vậy đó. Chứ không phải nó bán trái dừa xiêm cho mình mà nó dừa sáp. Trên cây dừa sáp á phải mua trồng mới ra. Cái giống nó trồng mới ra. Đúng rồi, nhưng mà không phải trong quầy đó là có tất cả, nó có được vài trái. Mà người chuyên nghiệp ta mới nhìn ra được. Mình mua của những cái người quen mà họ hái họ bán cho mình đó thì khoảng 5 đến 70 ngàn. Còn người ta đem ra ngoài người ta bán đi cho bán khách du lịch là khoảng 200-250. 200 mấy 200. Vậy giờ mới có nhiều thông tin về dừa sáp đó các bạn. Thực sự là bên Bến Tre nó bán dừa sáp chứ không phải là Bến Tre có. Ở Trà Vinh là huyện Cầu Kè mới có. Chỉ duy nhất huyện Cầu Kè thôi nha. Giống như mình nói là gạo nàng thơm chả đào á. Giống như vậy thì nó mới ngon. Không ngờ nó lại giá cao dữ vậy ha. Nó tò mò. Những người ta nghe nói tại sao trái dừa xiêm mà nó sáp nó đặc. Người ta cũng tò mò muốn mua trái thử hay sao. Nhưng mà ngon thiệt. Về nhà cạo ra trộn với sữa vô ngon lắm, bỏ tủ lạnh. Ngon không? Mấy người mà trồng dừa sáp hay lắm. Giả sử như một quầy chỉ có 10 trái thì người ta lắc người ta sẽ biết cái nào sáp nào không. Nó lắc thử nghe được. Ta nghe được cái cảm giác nó sụp sịch đó. Đoạn này cũng mình chỉ nó mới lên cũng hơi thấp. Ở đây đường vắng hơn nữa. Này nó về tới xã rồi. Dạ. Thấy nhà cũng có này ruộng ruộng mênh mông. Coi ruộng nhìn phẳng lì luôn ha. Cái bờ đi thì trồng hàng dừa rất là mát. Chiếc xe chở dừa các bạn. Mấy người này người ta đi vô vườn người ta mua. Dạ hả? Mua về cái người ta đi bán rồi. Vô vườn nó hay.
Thôi mình phải đi vô đường nhỏ nữa các bạn, gửi xe bên ngoài ha. Phơi hủ tiếu rồi các bạn. Cái này phơi hủ tiếu hay chị Thẩm? Này phơi bao lâu rồi được? Phơi... một nắng hả? Này gọi là hủ tiếu tươi phải không? Hủ tiếu mình để nấu ăn á. Ta làm bánh bánh vậy nè. Ta phơi xong cái nó ráo ráo, chiều chiều dẻo dẻo nó đem vô người ta cắt ra. Người ta tráng bằng máy, hồi xưa tráng bằng tay. Nó tròn tròn. Dạ. Cái này là bánh tráng giống tráng nè. Không, xong người ta mới cắt. À phơi xong mới cắt. Miễu ông ta hả? Đấy không? Xe à? Dạ. Thích đi bộ. Rồi chiều nay chạy luôn được không? Ở đây mát quá các bạn ha. Đường đi vô nè. Có hàng tre. Kiếm ai vậy Quyên? Sùng nha. Bánh sùng. Này sùng là sao ta? Giống như sâu à. Bữa hổm có cái bánh gì mà ngọt ngọt không quá. Này ăn cái gì vậy? Nước cốt hả? À? Nước cốt. Cái bánh gì mà ngọt ngọt ngon, ba dẹp dẹp ngọt ngọt. Có dừa. Ăn thử đi. Đó là bánh